Hello, xin chào mọi người, tôi thích hình tâm bay hôm nay sẽ quay thêm một clip Ninjago Spin Jutsu là lối. Ok, lối hai tác động là lối hả? Trong phim nên hãy đọc là lối là trong giống trong phim mình lối. Ok, ta là vẫn chưa được mua, vẫn còn cánh. Trước khi lâu lâu bán lận, mỗi ngày bán luôn chắc không ai chú nghĩ là không có chơi mua được. Ok, thật trắng là sư phụ U lại ninja hay boss lại gì đó quên tên, quên tên mất tiêu rồi. Cẩn cẩn lắm, ô này là 130 mảnh lận, bộ hôn trở dây là 142 mảnh. Ok, bộ có lôi cờ này không quánh được cái máy bay này, gánh là một chỗ cực kỳ đẹp vắt sợ. Ồ, cắm trong xuống mọi người, nhìn bên ngoài thôi chứ cánh nó trong suốt á. Tiên gác người trước đây. Gác gì gác người trước đi. Tắt bóng đèn nữa coi. Thôi nó thôi à. Tắt đèn nó sáng à. Thôi nó thôi. Được rồi. Thấy em con này gác người xong rồi gác cái này. Cái combo này là 14 bước ít hơn. Ok, hiện tại em sẽ cắt người trước em. Mà tối thui không thấy đâu. Wow, cái mặt con người đó như vậy luôn rồi. Ok, thì có tạm được em bạn. Có thanh niên thì xói ca. Ok, mình sẽ đem một phần này cho vô thanh niên này. Cái cánh này ghép cũng dễ thôi à. Ghép vô đây. Con gáp con chuyên gia đã mẹ nó gáp cái tay trước thì mới gáp cái kia kia vô là xong. Nè con tự để trên bàn đè xuống đi. Đẩy giùm con đi. Hình như đây là phụ nữ. Nhìn cái bo này mọi người à. Phụ nữ chắc luôn. Cái ngồi luôn. Ok, mình sẽ gác lôi. Cái này cũng bự nha. Bây giờ lôi nó gác như vậy. Bộ Lego chú này cứng quá. Ây da, làm đi. Ủa hả? À, tớ nó mất mất cái tiêu luôn. Ninja World.
Ok, ráp vũ khí. Ráp cái cánh thôi mọi người. Rồi có một cây vũ khí, có một cây kiếm nhé, mà dây nhiều hơn, dây đến ba tận ba cây đánh con da này, cái đồ mà có truyền cái qua này thật luôn, cái cánh này bự kinh khủng. Ok, để vừa cái kit này đi, cũng coi là cái đế. Ok, ráp lá cờ đi. Là lá cờ đấu tiêu rồi. Cục này nè, cái cục mà giống cái cục ở cái này nè, phải màu nâu, đấu tiêu rồi. Đưa hai cái bịch kia coi coi có trong đây không. Rồi tháo cái kia gấp tiếp đi. Không đổ cho cái hộp mà ấy để ở ngoài. Ok, mình ổn. Sự không ổn tí nào. Ghép thì rất thiếu nữa. Quê ai đi nào. Không có vậy sao tao ghép. Lát à, thấy rồi. Trời ơi, trong cái bịch lọc, trong cái bịch này luôn. Ok, mấy cái này không được. Ok, chế ba mấy cái này nè. Ok luôn. Ok, lo là một xe kiếm gì nhất. Vãi. Ok, bắt đầu vô chính ráp nè. Ok, bắt đầu xe vô bước số 1.
accessory. Bum 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 bum. Mình đang bị đạm nên mình lại bị ho. Bên đây mình vẫn đang bị bệnh. Bệnh cỡ cấp độ 1 thôi ạ. Mẹ cần nhờ mẹ này đâu. Cứ cái này đắt đâu. I guess it's the same way. You've been the major. I'll fly it to fly. Fire it or not. I'll fly it to fly. You say it to me. You say it to me. Xin lỗi mọi người, một sự cố trục trặc. Gió cây hơi lỏng mọi người, thông cảm nha mọi người. Gió cây bị trục trặc, thông cảm cho mình. Bỏ qua cho mình nha mọi người. Gió cây này bị yếu rồi mọi người. Mà anh mà cần cho thêm. Không sao đâu. Hiện tại bây giờ tới bước số 4 rồi nha mọi người. Rồi ạ, cái cây này cũng lâu quấn rồi á. Chắc nó cũng yếu rồi. Cái này quay phim nó cũng rất là nhiều. Nhiều. Wow, lại thêm một mảnh mới. Một mảnh này gồm mới chưa bao giờ phát hiện. Mảnh này gồm đầu tiên vừa phát hiện luôn nha mọi người. Fire in the light, it's a up the line.
layer of a lie. It does it all over. Over is it is the middle over? Is the middle over? Is the middle over? Over is it done? Is the middle over? Is the middle over? Okay, mình đã tới bước số 9. Và cái này đến 14 bước lận. Lâu quá. Ok, mình gắp xong rồi. Hiện tại bước đầu tiên, đây là bước đầu tiên để gắp cái cánh đó. Where are you now? Mỏi cổ quá. Đúng là lôi mà. Bạn là bạn thông suốt luôn chứ. Sai rồi.
Hồi đây có người ta mà gắn lộn màu nâu. Nó kiếp mẹ coi. Cái mày khóc mảnh là sao? Kéo mày xuống nữa bắn quậy. Lấy cái hộp để mấy bạn ghép ở bên đây. Đừng có dục cái hộp là tay cốt. Đừng bao giờ dục cái hộp này. Về làm con đi. Đi cái gì đó. Thôi em bật thôi, cái gì là hợp mà. Để đi. Nó đẹp mà. Thay luôn cái bộ này dễ sức cực kỳ. Rồi ngay ngắn lại đàng hoàng ra. Mọi cũ quá. Pom, 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 pom.
pom pom. Pam pam pam. Pam 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 pam. It's time for Billy. Huh? Bam bam bam. Ok mọi người, đã tới bước số 12 rồi. Đau tay quá. Thử test coi nha. Cái gì là so này tức ghê, cực kỳ tức luôn mọi người.
Ok, tiếp theo. Rồi xuống gấp lại lẹ nè. Ok, bắt đầu gấp thôi. Wow. Xong mình giới thiệu cho bạn coi hết rồi mới tắt nữa không? Yeah.
con gì mà ngộ mà. Nói bài mà. Thấy không? Vậy thì với mẹ thôi, xong mất kìa. Mất rồi. Xong mất rồi. Mà mình đi gác luôn. Thôi mình vô không cho chủ gác. Mỗi cổ người. Ok, mình đã xong bộ này rồi. Tụi coi sẽ giới thiệu đây là nhân vật gì đó quên tên rồi. Đây là bộ ba lô phản lực con này nè. Chiu. Cả loi. Cái kiếm hứa loi ít gọi cho một vũ khí nhất thôi nhưng cái này nè. Đó. Cái biểu hiện Ninjago đó. Cuối cùng là cổ máy máy bay của Lloyd. Tìm cho Lloyd ngồi lên chó hợp. La. Ok, Lloyd lần này vừa, mà xây cũng vừa. Đây, quá phù hợp luôn. Đây cản là đây, cho mấy bạn coi đây, vòng. Đây cây súng của nó bắn đạn nè. Đầu tiên á, tôi lấy cái tay nè, cho mình có cái là sao nè. Thật ra lấy cái tay á, các bạn ấn nhẹ cái nó sẽ bắn ra, nhưng mình phải giữ lại thì nó bắn như nào. Ok nè. Đó. Bắn nó mạnh hơn từng đạn mà cái súng á. Thì các bạn coi có cái gì có cái gì. Đó, đây là bộ cánh, nó có bốn cái cánh. Cái đít sao sao giống như mấy cái xe mà đua, mấy cái xe đua nè. Đó đây là cả của Lloyd, quá bình thường rồi, không cần giới thiệu gì hết. Đây. Quá phù hợp luôn. Đây bật chế độ chiến đấu lên. Quay ngược lại. Nè, đây vậy nè, đó. Chế độ chiến đấu lên. Đấy. Con này là nhỏ nhất của mày đó. Ok, clip mình chỉ cứ như đây thôi. Và để các bạn thích clip mình nhìn, hãy để lại một like, share, subscribe cho mình nhé. Và hãy nhấn vào cái chuông thật là mạnh để ủng hộ kênh okay mình nhé. Và xin chào tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người, chào bạn sau. Ok, hiện thích. Nếu mình đã clip này được 10 like, mình sẽ làm tiếp bộ tiếp theo nhé. Bye bye. Hứa luôn. Hay là ngày mai sẽ quay liền. Bye bye.